Rêu phong Hội An, xưa cũ Hội An, lung linh giấc mơ vang trong phố cổ. Lững lờ dòng trôi mát mát trầm hương, ngẩn ngơ chùa cầu phố hoài sông thu. Chân tìm nhau linh quỷ đêm dằm đèn lồng mơ mơ. Hội An như say phố đêm xôn xang bay trôi, dù bụi thời gian nhòa phủ hồn xưa quanh quần đâu. Số 6 Hà Nam, số 7 Phước Trung và số 8 là Bình Điền.
rêu phong Hội An xưa cũ, Hội An lung linh giấc mơ vang trong phố cổ, lững lờ dòng trôi mãn mác trầm hương, ngẩn ngơ chùa cầu phố hoài sông thu. Hội An mong manh mong manh, cho ai lửa say lửa tình, bước chân tìm nhau luynh quynh đêm dằm đèn lồng. Thời gian nhòa phũ, hồn xưa quanh quần đâu đây.
khu Hội An. Gai động tè chưa về tới vị trí, nay chúng ta chưa ra không về từ từ chưa, không có gì. Vâng, xin chào tất cả quý bạn. Chúng ta đang có những hình ảnh trực tiếp từ lực lượng đoàn kè của khu vực Cồn Bắp, thành phố Hội An, phường Cẩm Nam. Ở trước mắt chúng ta sẽ là giải đua cuối cùng ở trong ngày hôm nay tại Cẩm Nam, giải đua thuyền nam 2022 trên cúp Hội An Đo. Sáng hôm nay thì đã diễn ra hai giải và chiều ngày hôm nay sẽ là giải chính thức. Vâng, lúc này thì chúng ta đã có được danh sách xuất phát của các vận động viên, các đội thuyền đua. Anh muốn ghe ở đây mà chúng ta không đảo ngầu khăn đó là làm gì đó. Về ngày mà không lui đâu. Ở Hà Trung, đó là vị trí đầu tiên. Trong đó vị trí của Thanh Nam đó là số 4. Ở Phước Trung, vị trí thứ 7. Duy Tân, thứ 3. Hà Nam, thứ 6. Bình Khương, thứ 5. Bình Triều, thứ 8. Và Thanh Hà, thứ 2. Đó là vị thứ của các đội thuyền đua ở trong giải chính này. Vâng, có vẻ như cũng sắp sửa diễn ra nhưng chưa đâu em nhé. Phải chờ trọng tài cũng như là các bộ phận chúng ta làm việc xong. Lúc này thì có rất nhiều thuyền lúc này đang bơi ra khu vực đường đua. Mà để em biết kìa. Mấy gai cổ động viên. Vâng, một lần nữa thì rất mong anh em chia sẻ giúp cho ekip chúng tôi. Một lần nữa thì xin chào tất cả quý các bạn đã có mặt ở trên các fanpage quảng Đa Mê Đa cùng với đua thuyền miền Trung. Chào hơn 250 quý các bạn đã có mặt. Và chúng tôi xin được thông báo lại là Hà Trung vị trí xăm đầu tiên, Thanh Nam thứ 4, Phước Trung thứ 7, Duy Tân thứ 3, Hà Nam thứ 6, Bình Khương thứ 5, Bình Triều thứ 8 và Thanh Hà thứ 2. Ở giải sáng thì Hà Nam đã về vị trí đầu tiên, trong khi đó Duy Tân vị trí thứ 2 và Bình Triều vị trí thứ 3. Trong khi đó thì ở giải Hòa Bình thì Thanh Nam đến từ Cẩm Nam là vị trí đầu tiên, Hà Trung vị trí thứ 2 và Bình Khương vị trí thứ 3. Lui xăm rồi mà vẫn tổ chức xuất phát được chứ không là đây là không thể đua được đâu. Chiều nay nước cạn đó. Đề nghị lực lượng về cho vô đi. Có thuyền mà mấy ghe. Vâng, một lần nữa thì chào tất cả mọi người. Nên chia sẻ giúp nhé. Vâng, chào anh Phạm Hùng. Chào mọi người nhé. Đã có mặt ở trên fanpage vào lúc này. Vâng, các đội thuyền đua thì có vẻ như đang đã và chuẩn bị để xuất phát ở trong giải chính này, nhưng ban tổ chức thì chưa. Công tác bảo vệ lúc này vẫn chưa an toàn thật sự là như vậy. Ở sáng ngày hôm nay thì đã có tương đối nhiều thuyền lớn họ ra khu vực ngồi đường đua và làm cản trở đến các vận động viên. Vâng, ban tổ chức thì rất quyết liệt nhưng mà ở dưới sông thì thật sự cũng hơi khó dành cho lực lượng bảo vệ. Vâng, mọi việc có vẻ như đã sẵn sàng và ban tổ chức vẫn đang làm việc. Vâng, chào anh Nguyễn Văn Hải nhé. Một nữa thì chào tất cả anh em chia sẻ giúp nhé. Vâng, giải này mà không được người xem thì hơi ít anh em nhé. Giải chính này thật sự là như vậy. Vâng, các vận động viên, các đội thuyền đua đang rất sẵn sàng vào lúc này. Vâng, chúng ta cùng đến với những hình ảnh từ thiết bị bay Flycam vào thuyền này. Rất đẹp mặt. Vâng, chúng tôi thì thật sự thuê một người em để bay phần Flycam cho giải đấu lần này. Anh em nào có nhu cầu mà bay Flycam hay các loại thì liên hệ chỗ mình nhé. Mình sẽ liên hệ với chỗ người em đã bay Flycam lúc này. Anh em thấy có đẹp không ạ? Thật sự là như vậy. Quá đẳng cấp và quá đẹp. Vâng, chào anh Phạm Mộc, chào rất nhiều những người đang có mặt ở trên fanpage và thím này. Vâng, những lời cổ vũ, những lời động viên của anh em trên sóng livestream sẽ là động lực để giúp chúng tôi hoàn thành những giải đua đấy. Ngày mai thì có một giải đua ở Bình Đào anh em nhé. Giải đua 8 người và chúng tôi cũng sẽ thực hiện phần sóng livestream. Trong khi đó thì vào ngày 16 tháng 5, một giải đua rất lớn của tỉnh Quảng Nam. Đài phát thanh giải đua truyền hình tỉnh Quảng Nam sẽ được diễn ra tại Câu Lâu và thật sự thì cũng rất ghiền giải đua này. Tất nhiên là ban tổ chức họ không kêu đâu. Đài WDT thì chắc chắn sẽ làm nhưng mà chúng tôi cũng muốn gửi đến những hình ảnh trên thiết bị mobile, thiết bị máy tính hay là thiết bị
nói chung là đơn giản không nhẹ để đến với anh em chúng ta rất đẹp. Vâng, những thiên đua lúc này đang có mặt. Vâng, đó là thuyền Hà Nam vị trí thứ 6, đây là thuyền Phước Trung và đó là Bình Triều, những thuyền vị trí thứ 6 và thứ 7, thứ 8 lần lượt từ trong bờ ra ở làng bốc thăm này. Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng nhưng ban tổ chức thì muốn tạo một điều kiện tốt nhất cho các đội thuyền đua. Thật sự là các anh em lúc này đang rất nôn nóng đâu, nhưng cái gì thì cũng phải từ từ anh em nhé. An toàn là trên hết, đường đua thì có vẻ như buổi chiều nay tại đoạn sông này thì nước càng hơn so với lúc sáng. Vâng, một lần nữa thì chào hơn gần 500 rồi, anh em chia sẻ giúp nha. Và con số này không đạt được 1.000 thì hơi ít cho anh em nhé. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ lực lượng bảo vệ cũng như là tổ trọng tài ở hai tiêu có những tín hiệu về ba tổ chức thì chúng ta sẽ tiến hành xuất phát. Vâng, rất gần rồi, rất gần xuất phát rồi. Ở trong giải sáng hôm nay thì đã có những bất ngờ, Hà Nam, Duy Tân và Bình Triều về ba vị trí đầu tiên ở giải sáng, nhưng ở trong giải Hòa Bình thì họ lại về ba vị trí cuối cùng. Đó là tính chất hấp dẫn của giải đua, vì sao giải đua lại được nhiều người quan tâm như lúc này. Tại đoạn sông thì rất nhiều ghe thuyền nhỏ cũng như là thuyền lớn, cùng với dọc bến bờ kè của khu vực cổng Nam. Ta lùi vào trong chỗ bản xuất phát của ta đi. Thì cũng đã có rất đông khán giả. Để đảm bảo đề nghị các thuyền ta lùi vào trong đi. Theo thống nhất của ban tổ chức. Vâng, em chào thầy, chào thầy Văn, chào mọi người, một lần nữa thì chào tất cả anh em đã có mặt trên sóng livestream. 500 anh em, 500 quý các bạn đã có mặt. Mỗi người cho chúng tôi một chia sẻ thì thật sự phần sóng livestream này sẽ đến với nhiều người hơn tại khu vực đua của tỉnh Quảng Nam cũng như là miền Trung anh em nhé. Mời các thuyền ta lùi vào trong. Hà Trung, Thanh Nam, Phước Trung, Duy Tân, Hà Nam, Bình Khương, Bình Triều, Thanh Hà, Hội An, đó là những thuyền tham gia giải đua lần này, và liệu thuyền nào sẽ lên ngôi ở trong giải chính, giải được xem như là hấp dẫn và quan trọng nhất ở trong giải đua lần này. Hà Trung, số 2 Thanh Hà, số 3 Duy Tân, số 4 Thanh Nam, số 5 Bình Khương, số 6 Hà Nam, số 7 Phước Trung và số 8 Bình Triều, chúng ta vào đúng vị trí. Vô đi. Đại rồi, tốt không mà, tốt là bọn tất cả lên đi, tốt là đủ thế thì cũng đúng có lý do để họ giải đua có họ mà. Vâng, vẫn đang là những tín hiệu cuối cùng trước khi chúng ta đến với lệnh xuất phát từ ban tổ chức. Ban tổ chức có thể nói là làm việc rất chuyên nghiệp. Tiêu tay, đây là đề nghị là trọng tài tiêu tay chúng ta chú ý, đề nghị các thuyền của mẹ chúng ta chú ý tiêu tay. Rồi Thanh Hòa lại lùi cái ghe nè, Thanh Hòa thả lùi ghe bước đâu Thanh Hòa. Ghe số 2 lùi lại. Không có, mình cứ ba biết đâu cho họ xem. Ghe số 7 lùi lại. Ok, em không được, em cứ vô. Tất cả các ghe nắm lùi dây. Biết rồi, anh biết rồi, bây giờ tới Nam bằng luôn không? Không được. Tất cả các ghe nắm lùi dây. Lùi lại, tiếp tục lùi, Thanh Hòa vẫn tiếp tục lùi. Tiếp tục lùi. Ghe số 7, ghe số 5, ghe số 1. Rất quyết liệt vào lúc này, ban tổ chức đang. Vâng, như vậy. Như vậy là giải của chúng ta đã chính thức được diễn ra. Vâng, đây là góc máy quay từ trong bờ ban tổ chức. Còn đây là thiết bị từ Flash Cup. Quá đẹp, thật sự là như vậy. Xem đua rất nhiều nhưng xem những cái cảnh như thế này nó quá tuyệt vời và sinh động trên sóng livestream. Chúng ta chờ xem. Chúng ta chờ xem điều gì sẽ diễn ra khi mà các thuyền đua đang có được những nước xuất phát rất tốt vào lúc này. Ghe mở dây tiêu rồi, ghe đóng rồi. Nhân thẳng đưa đi. Vâng, xuất phát vẫn đang là những máy xuất phát đầu tiên, nhưng có vẻ như thuyền áo đỏ thì đang có được lợi thế vào lúc này. Đó là thuyền nào? Có vẻ như đó là thuyền Thanh Nam. Hà Trung thì ở vị trí đầu tiên xuất phát rất tốt, thật sự là như vậy. Vâng, đó là Bình Khương, Thanh Nam cùng với Hà Trung. Ba thuyền áo đỏ đang tạm thời có được nước xuất phát có thể nói là tương đối tốt cùng với Bình Triều.
các đội thuyền đua đang tiến về tiêu tay. Vâng, rất đẹp vào lúc này, thật sự là như vậy. Hà Trung là thuyền đang tạm thời vươn lên. Bây giờ các thuyền đua chuẩn bị qua tiêu tay. Những mất tiêu đầu tiên và dĩ nhiên ở trong trường hôm nay với 5 vòng đua thì sẽ có rất nhiều những bất ngờ diễn ra. Và chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ diễn ra trong giải đua này, giải chính thức này. Đây là thuyền Hà Trung. Thuyền Hà Trung. Thuyền đó là Thanh Nam vị trí tiếp theo, cùng với Bình Khương và Bình Triều. Tốt sau đó là 4 đội thuyền đua. 4 đội thuyền đua còn lại, và trong đó có Hà Nam cũng như là Phước Trung. Vâng, rất hấp dẫn. Họ xuất phát rất tốt, thật sự là như vậy. Không hiểu sao thì trong lần xuất phát ở giải chính này thì ngay lập tức trên đoạn tiêu đầu tiên thì chúng ta đã được thấy tách ra lòng hai top đua. Và bây giờ là dẫn đầu đó. Vâng, tất cả các thi đua, tất cả các thi đua đã qua tiêu. Rất đẹp bạc. Tất cả các thi đua đã qua tiêu ở tiêu tay và sẽ tiến về với tiêu giữa vòng thành nửa mấy tiêu đầu tiên. Vâng, một lần nữa thì chào tất cả mọi người nhé, anh em chia sẻ giúp nhé. Rất đẹp mắt vào lúc này ở trên đoạn sông của khu vực cồn ấp Cẩm Nam. Vâng, các đội thuyền đua đang trở về với tiêu giữa vòng thành nửa vòng đua đầu tiên, và những người đang có lợi thế đó là Hà Trung. Vâng, đây là top đua cận cảnh mà chúng ta có thể thấy được trên sóng livestream lúc này từ thiết bị máy quay. Khán giả rất đông vào lúc này. Vâng, không thể nói trước điều gì. Thật sự là như vậy. Giải chính chiều nay gồm 5 vòng đôi. Vẫn là Hà Trung. Nước xuất phát rất tốt của thuyền Hà Trung. 3 thuyền màu đỏ đang đi đầu tiên gồm có Bình Khương và Thanh Nam. Đã tiến về tiêu giữa và tiếp theo. Rất đẹp, thật sự như vậy. Đây là thuyền Hà Trung đang tạm thời dẫn đầu. Thanh Nam, Cẩm Nam. Thuyền Hà Trung đang tạm thời dẫn đầu vào lúc này. Bình Khương, Thanh Bình. Bình Khương, Thanh Nam đang ở hai vị trí tiếp theo. Trong khi đó thì top đua phía sau có cả Duy Tân và Hà Nam. Vâng, mọi người tiếp tục chia sẻ nhé. Thật sự rất hay vào lúc này. Vâng, quân bơi Hà Trung lúc này đang thi đấu rất hay vào lúc này. Vị trí số 2 và số 3. Vâng, đây là top sau. Đây là một top sau gồm có Duy Tân và Hà Nam. Và vị trí thứ 3 là Bình Thương, Bình Giang, Thanh Bình. Rất hấp dẫn. Tất nhiên là với 5 vòng đua thì sẽ còn rất nhiều bất ngờ, rất nhiều sự kỳ tính diễn ra ở trong buổi chiều hôm nay. Vâng, chào hơn gần 850 anh em. Anh em có thể chia sẻ giúp không ạ? Thật sự là như vậy, chia sẻ giúp cho chúng tôi để chúng tôi có thể đạt được một ca mắc người xem ở trong giải đua lần này. Hà Trung đang tạm thời có được vị trí rất thuận lợi ở trong giải chính thức này. Trong khi đó thì đang ở hai vị trí tiếp theo đó là Thanh Nam cùng với Bình Khương. Rất hấp dẫn. Các thuyền đua đang tiến về với tiêu đông để hoàn thành vòng đua đầu tiên khi mà họ trở về với tiêu rú. Rất thuận lợi, không có bất cứ sự khó khăn nào dành cho thuyền đua Hà Trung cả. Thuyền đua Hà Trung đã qua tiêu đông. Vị trí xăm nhắc đông đã giúp cho thuyền đua Hà Trung có được lợi thế sau khi xuất phát. Và họ đã giành được lợi thế ngay lập tức. Thanh Nam qua tiêu, nhưng Thanh Nam có vẻ như không có được một tình huống qua tiêu tốt. Cơ hội dành cho Bình Khương. Và hai thuyền đua rất hấp dẫn vào lúc này. Và Thanh Nam đang so kè nhau ở vị trí thứ hai. Và một lần nữa ban tổ chức đề nghị các vâng, tiếp theo đó là Duy Tân cùng với Hà Nam. Để đảm bảo cho chất lượng của giải đua, đề nghị các thuyền bảo vệ chúng ta không di chuyển. Vâng, tất cả các thuyền đua đã qua tiêu và sẽ tiến về với tiêu giữa để hoàn thành một vòng đua đầu tiên, chỉ mới một vòng đua. Nhưng có thể nói sơ bộ tình hình vào lúc này thì mọi chuyện đang dần được sáng tỏ khi mà Hà Trung họ đang có một nước đi rất tốt vào lúc này. Vâng, khoảng cách là tương đối xa so với top các thuyền còn lại. Thì màn hình đó là top đua của 5 đội thuyền đua xếp ở vị trí lần lượt, đó là từ thứ 4 đến thứ 8. Tiêu giữa.
Đấy từ giữa là chúng ta hoàn thành một vòng đôi. Ngày nay dẫn đầu vẫn là thuyền đua của khối phố Hà Trung, Cẩm Nam. Thật sự thì tương đối bất ngờ khi mà mới chỉ vòng đua đầu tiên thì đã có những sự tích tốp rất đặc biệt, rất nhanh chóng ở trong giải đua lần này. Ở vị trí thứ hai là thuyền đua Thanh Nam, Cẩm Nam và... Vâng, đây là Hà Trung. Hà Trung đang đi rất tốt vào lúc này. Vâng, 950 anh em đang xem vào lúc này, anh em tiếp tục cho chúng tôi một lượt chia sẻ nhé. Rất tốt, vẫn là Hà Trung. Hà Trung đến từ đơn vị chủ nhà phường Cẩm Nam. Một vòng đua đầu tiên và Hà Nam. À xin lỗi bạn, Hà Trung là thuyền đua về nhất. Đây là hai thuyền đua đang xếp vị trí thứ hai và thứ ba. Đó là Bình Khương cùng với Thanh Nam. Thanh Nam thì đã về nhất ở trong giải nhì. Kết thúc một vòng đôi. Rất đẹp mắt vào lúc này. Thứ nhất vẫn là Hà Trung, thứ nhì là thật sự thì đang cho thấy dấu hiệu cho thấy thuyền Hà Trung. Thuyền Hà Trung có vẻ như họ đang khưng lại. Trong khi đó thì top phía sau đang bơi rất mạnh vào lúc này. Duy Tân và Hà Nam và tiếp tục các đội phía sau. Chúng ta cố lên. Rất hấp dẫn. Vâng, Duy Tân, Hà Nam cùng với các ở bên Triều cùng với Phước Trung là những thiên đang tạm thời xếp ở nhóm tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với những hình ảnh tại tiêu tai vào lúc này để xem đội thuyền đua nào sẽ có được lợi thế khi mà Hà Trung vẫn đang đi đầu, nhưng thật sự thì khoảng cách là không quá xa so với hai đội thuyền đua cùng lại. Vâng, một lần nữa thì chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả anh em đã có mặt ở trên sóng live stream của Quảng Đà Media cùng với đua thuyền miền Trung. Vâng, Hà Trung vẫn đang đi đầu tiên ở ba thiên áo đỏ. Vâng, một màu áo có thể nói là đang rất phong thủy ở trong giải đua chính này. Bình Khương cùng với Thanh Nam cũng chọn cho mình những màu áo đỏ. Đua chúng ta đang tiến về tiêu tây. Vâng, vẫn chưa được 1.000 người xem. Anh em tiếp tục chia sẻ. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều, rất đẹp ba. Khoảng cách chưa quá xa và thời cơ là vẫn còn dành cho các đội thuyền đua. Chúng ta chờ xem. Khi mà đây là một giải đua kéo dài đến 5 vòng đua, mọi thứ là vẫn còn. Mọi thứ là vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của các đội thuyền đua. Vâng, Hà Trung qua tiêu. Tương đối dễ dàng, vẫn chưa có bất cứ áp lực nào dành cho đội thuyền đua Hà Trung cả. Đây là hai thuyền đua tiếp theo rất hấp dẫn ở tiêu này. Vâng, như vậy là Bình Khương cùng với Thanh Nam cũng đã qua tiêu. Dẫn đầu thuyền đua bây giờ vẫn là Hà Trung. Và có vẻ như thấy một thuyền đua nữa. Đó là thuyền đua Bình Khương theo Bình. Đang qua tiêu vào lúc này. Duy Tân thì cũng đang chuẩn bị qua tiêu, trong khi đó thì Hà Nam. Vâng, Hà Nam thì có vẻ như chọn cho mình một tư thế quá khó. Vâng, thật sự là như vậy. Phải có một quyết định tương đối nhanh ở trong những lần qua tiêu như thế này thì các đội thuyền đua mới có được cho mình lợi thế. Các đội thuyền đua ta lần lượt là qua tiêu tay rồi. Vâng, tất cả các đội thuyền đua đã qua tiêu tay. Và chúng ta sẽ tiến về tiêu giữa để hoàn thành 1.5 vòng đua đầu tiên. Nhìn chung thì vào lúc này còn rất hấp dẫn. Chúng ta vẫn chưa nói trước được điều gì. Vâng, đây là thuyền Hà Trung. Vâng, rất mạnh vào lúc này. Họ đang đi đầu tiên và không có áp lực đâu cả. Dĩ nhiên sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho thuyền Hà Trung. Top tiếp theo và lúc này đang rất hấp dẫn. Tiếp tục vị trí số 2, 3, số 2. Vâng, đây là Thanh Nam cùng với Bình Khương. Vâng, 1.000 người xem vào lúc này. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Rất hấp dẫn. Vẫn chưa thể nói trước điều gì khi mà với việc có được hai vị trí đang đi song song. Đó là Thanh Nam cùng với Bình Khương thì rất nhiều khả năng sẽ còn nhiều cơ hội dành cho các đội thuyền đua tiếp theo.
Một lần nữa mà bố mẹ yêu cầu các em đi dừng lại đi. Thanh Hà đang có được vị trí thứ tư, trong khi đó thì Duy Tân cùng với Hà Nam là hai vị trí thứ năm và thứ sáu vào lúc này. Với việc đang đi đầu tiên nhưng ở phía sau đó là hai đội thuyền đua Thanh Nam cùng với Bình Khương thì Hà Trung sẽ có thêm rất nhiều thời gian và không gian để có thể bước lên một cách dễ dàng. Vâng, vẫn là hai thuyền đua đang ở vị trí thứ hai và lúc này đó là Bình Khương cùng với Thanh Nam. Những thuyền cũng đã về ở vị trí top 3 ở trong giải Hòa Bình. Vâng, đây là toàn bộ đường đua và lúc này Hà Trung đã qua tiêu. Hà Trung đã qua tiêu và tiếp theo đó là hai đội thuyền đua Bình Khương cùng với Thanh Nam. Họ vẫn qua tiêu. Họ hiểu được rằng nếu như có những tính toán thì sẽ là thời cơ dành cho đội chính xác đó là thuyền đua Thanh Hà. Bây giờ là vào đua là đỡ. Rất hấp dẫn. Nửa số lượng km đua rồi, đề nghị một lần nữa, đề nghị có cái bảo vệ chúng ta tích cực và việc yêu cầu mà cái dừng lại. Anh Minh, vô giùm anh Minh ơi. Đây là Duy Tân cùng với Hà Nam, hai thiền đang tạm thời có được vị trí thứ 6 và thứ 7 vào lúc này. Và đề nghị có những cái gai mà đang di chuyển ở trên đường đua, chúng ta nên dừng lại. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều thời gian nữa. Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều km đua nữa ở trong giải đua lần này. Và chúng ta chờ xem liệu rằng Hà Trung có bảo vệ được thành công hay có những bất ngờ diễn ra ở các vị trí tiếp theo. Trọng đại của đất nước. Nên một lần nữa là ban tổ chức chúng ta là thiết tha yêu cầu các thuyền cổ động chúng ta nên cổ động một cách là rất là fair play. Chúng ta không nên tròn ghe ra để ngang cản đường đua. Hiện nay Hà Trung, cái Hà Trung vẫn tạm giãn. Vâng, bây giờ thì thiết bị bay flycam sẽ được chúng tôi thay pin. Anh em chờ trong giây lát trước khi chúng ta trở lại với thiết bị bay flycam. Còn bây giờ đó là hình ảnh cũng rất chất lượng từ máy quay vào lúc này. Vâng, rất đẹp mặt. Đây là thuyền đua Landing. Hà Trung. Hà Trung đã tạm thời dẫn đầu. Hà Trung đã qua tiêu giữa, như vậy là vừa hoàn thành hai vòng đôi. Hà Trung đã hoàn thành hai vòng đôi ở giải chính thức này. Trong khi đó đây là những thuyền đua tiếp theo. Sau khi tranh tiêu ở tiêu đông thì hiện nay là Bình Khương đang vươn lên vị trí thứ nhì và bỏ lại thuyền đua Thanh Nam với một khoảng cách đó là một thân thuyền. Vị trí thứ tư. Thanh Hà đang có được vị trí thứ tư. Trong khi đó vị trí thứ năm và lúc này đó là những cuộc cạnh tranh giữa Duy Tân và Hà Nam. Chúng ta vẫn còn 3 vòng đôi nữa. Thời gian quãng đường. The home point has been updated. Take off. Chinh phục mục tiêu. Vâng, đây là thuyền Duy Tăng cùng với Hà Nam. Vẫn còn những mục tiêu cho những đội thuyền đua trong giải đua lần này và chúng ta chờ xem. Rất nỗ lực, các đội thuyền đua họ vẫn đang cực kỳ nỗ lực vào lúc này. Khoảng cách giữa các đội thuyền đua top đầu đang là một thăng thuyền. Chúng ta mới hoàn thành hai vòng đua và cùng đến 3 vòng đua nữa để các vận động viên tiếp tục nỗ lực. Vâng, đây là thuyền Hà Trung, thuyền đang tạm thời dẫn đầu vào lúc này ở đoàn đua. Vẫn chưa nói trước điều gì khi mà khoảng cách vẫn còn chưa quá xa, nhưng đây sẽ là một lợi thế không thể nào lớn hơn dành cho thuyền Hà Trung. Chúng ta sẽ đến với làng qua tiêu này ở tiêu tai, và khi các thuyền đua trở về với tiêu đúng thì sẽ hoàn thành 2,5 vòng đua. Trọng tài tiêu tai, chúng ta chuẩn bị, hiện nay các thuyền đang chuẩn bị qua tiêu tai. Hà Trung đã qua tiêu, không có bất cứ sự khó khăn nào dành cho thiên đua chủ nhà cả. Hà Trung đã qua tiêu tay. Ở giải Hòa Bình diễn ra vào lúc 9 giờ thì thiên đua Hà Trung cũng đã về nhì. Trong khi đó thì thuyền về nhất đó là Thanh Nam
thứ ba đó là thuyền Bình Khương. Bình Khương. Ở dậy sáng thì những thuyền Hà Nam đến thì vâng, có vẻ như Hà Nam sẽ có được lợi thế ở trong lần qua tiêu này khi mà họ sẽ có được vị trí thứ năm. Hiện nay các thuyền đang lần lượt tiến về tiêu giữa. Đến thời điểm này dẫn đầu vẫn là đội dẫn đầu vẫn là đội thuyền đua Hà Trung. Là Bình Khương. Vâng, khoảng cách càng ngày một xa đang được Hà Trung thiết lập. Thanh Nam, Cẩm Nam. Vâng, những ảnh rất đẹp, nhưng có vẻ như giải chính thức này thì không được hấp dẫn và kịch tính khi mà có vẻ như môi trường đang sắp ngã ngủ. Nửa chặng đường. Khoảng cách lúc này giữa Hà Trung và đội thuyền đua tiếp theo đó là Bình Khương thì hơi xa. Trong khi đó Bình Khương thì cũng đang bỏ lại một khoảng cách nhất định đối với thuyền Thanh Nam. Thanh Nam thì cũng tiếp tục bỏ lại một khoảng tương đối xa đối với thuyền Thanh Hà. Lần lượt qua một sòng đua tương đối hai, nhưng đến lúc này nhìn chung ở dây chính này thì mọi chuyện đang có vẻ như đã sắp ngã ngủ khi mà chúng ta mới hoàn thành 2,5 vòng đua. Một nửa đường đua đã được các vận động viên thực hiện. Hà Nam, Phước Trung, Bình Triều, chúng ta cố lên. Vâng, top 3 và lúc này ở phía sau đó là các thuyền lần lượt đó là Hà Nam, Bình Triều và Duy Tân. Vâng, là ba đội thuyền đua này đang cạnh tranh gắt gao ở những vị trí cuối cùng, tương đối đáng tiếc dành cho ba thuyền này khi mà giải sáng họ bơi rất tốt. Rất đáng tiếc dành cho Hà Nam, Duy Tân cũng như là Bình Triều. Tân và Bình Triều cố lên. Rất khó để cho họ có được một thành tích cao khi đến lúc này khoảng cách giữa họ và các đội thuyền đua ở trên là rất xa. Còn đây sẽ là làng của tiêu đông của thuyền đua Hà Nam. À xin lỗi các bạn, Hà Trung. Chính xác đó là Hà Trung. Quá xa vào lúc này, thật sự là khoảng chừng hơn 50 mét. Đầu đã qua tiêu đông và vị trí vẫn y như cũ. Thứ nhất vẫn là Hà Trung, Cẩm Nam. Thứ nhì là Bình Khương, Thăng Bình. Và thứ ba là Thanh Nam, Cẩm Nam. Vâng, rất đáng tiếc khi mà có vẻ như giải đã phân hơi sớm. Phân giải hơi sớm đó là những chia sẻ của những người này vào lúc này ở trên live stream. Đề nghị trọng tài chúng ta yêu cầu cái ghe đang chạy trong đường đua này. Cái sóng là ảnh hưởng tới cái ghe thuyền đua. Bố vệ chúng ta làm việc ngay đi. Vâng, đây là top 3 ở phía sau Bình Triều, Duy Tân cùng với Hà Nam. Vâng, đây là những vị trí cuối cùng vào lúc này. Nhanh chế xử lý ngay liền. Đề nghị cái ghe chỗ tiêu tay này đang chạy ở giữa đó. Vâng, còn đây là thuyền đua Hà Trung vào lúc này. Hà Trung đang có một nước đi có thể nói là rất tốt. Hà Trung đang còn cách là quá xa của thuyền Hà Trung. Qua tiêu giữa là Hà Trung sẽ hoàn thành 3 vòng đôi. Khoảng cách là tương đối xa, thật sự là như vậy. Hà Trung đang một mình một người ạ, bằng tiếng về đích. Họ hoàn thành 3 vòng tiêu, 3 vòng đua và chỉ còn 2 vòng đua nữa. Trong khi đây là thuyền Bình Khương. Lực lượng yêu cầu cái ghe xanh đang chạy trước có cái ghe đua kìa. Khẩn trương chạy nha. Tắp vào đi. Bình Khương cùng với Thanh Nam đang có được hai vị trí thứ 2 và thứ 3. Trong khi đó thì Thanh Hà đang có được vị trí thứ 4. Cái cano vô sự kìa, chúng ta đề nghị cho cái xanh đó chứ. Vô bờ đi. Đưa làm đen mà đổ bộ cho. Bình Triều đang có vẻ như có được vị trí thứ 5 vào lúc này. Trong khi đó thì Duy Tân cùng với Hà Nam rất đáng tiếc khi mà tạm thời có được hai vị trí cuối cùng.
Thật sự là một giải đua quá hấp dẫn, quá nhiều sự kịch tính. Lúc này thì thật sự đoàn đua đã trải ra với một cự ly rất dài và rất khó để cho anh em chúng tôi có thể truyền tải được tốt nhất tất cả những hình ảnh của các đội thuyền đua. Mong bên đây mình chúng ta thông cảm. Lực lượng, các lực lượng bảo vệ chúng ta cho những cái thuyền cổ động viên mà ở tiêu tay đó, đang trồi ra đó, ta đưa vào trong đây để khỏi ảnh hưởng cái đường đua của các thuyền đua. Hiện nay các thuyền đua chúng ta đã qua tiêu tay và đang... Và các thi đua đang chuẩn bị qua tiêu tay và hoàn thành 3,5 vòng đua. Hà Nam cùng với Duy Tăng đang là những vị trí cuối cùng vào lúc này trên đoàn đua. Tiếp theo là Bình Khương, Thăng Bình. Khoảng cách bây giờ giữa các đội rất đáng tiếc cho hai đội thi đua này. Còn đây sẽ là top đua đầu tiên ở trong giải chính này. Vâng, các thi đua sẽ trở về với tiêu đông và trở về tiêu đúng bằng ban tổ chức để hoàn thành 4 vòng đua. Giải đua này thật sự rất hay nhưng có vẻ như ở dưới chính này thì mọi chuyện đã ngã ngủ. Chúng tôi nhận thấy là giải ba, tạm đang dẫn ba không phải là Thanh Nam, mà là Thanh Hà. Không biết Thanh Nam bây giờ ở đâu? Vâng, thuyền Thanh Hà đã có được vị trí thứ ba. Hiện tại là, đang là Thanh Hà. Thuyền Thanh Nam thì không biết đã có chuyện gì xảy ra ở trên tiêu giữa. Nhưng mà một mình thuyền Thanh Nam vị trí thứ tư di chuyển. Thứ năm là Hà Nam. Thứ năm lúc này đang là Hà Nam. Thứ sáu là Duy Tân. Rất đáng tiếc dành cho thuyền Thanh Nam. Như vậy là có vẻ như là thuyền của Thanh Nam là chìm rồi. Vâng, Hà Trung qua tiêu. Hết sức là kịch tính. Hiện nay Hà Trung đã qua tiêu đông. Tiếp theo đó có vẻ như là thuyền khi lên đến từ giữa là chúng ta đã hoàn thành 4 vòng đua. Bình Khương. Các thuyền đua sẽ đến từ giữa và hoàn thành 4 vòng đua. Thăng Bình vị trí thứ nhì. Đề nghị lực lượng bảo vệ chúng ta cho các thuyền mà ở tiêu tay á lui vào trong tí đi. No signal. Đây là tốc đua tiếp theo. Tốc đua tiếp theo đang ở phía sau lúc này. Vâng. Rất hấp dẫn, thật sự là như vậy. Không biết chuyện gì đã xảy ra với thuyền đua Thanh Nam. Hà Trung vẫn đang một mình một người di chuyển. Và không có bất cứ sự khó khăn nào cả, họ sẽ hoàn thành 4 vòng đua. Nếu như trở về với tiêu giữa, sẽ còn thêm một vòng đua nữa để cho thuyền Hà Trung chính thức có được chức vô địch, có được chức vô địch ở trong giải chính thức này. Đề nghị các nô lực lượng ta cho các anh với trai 18 giữa dòng sông kìa. Đây là Hà Trung. Hà Trung vẫn đang tạm thời dẫn đầu vào lúc này. Chắc chắn 90% thật sự là như vậy. Thì thuyền Hà Trung sẽ là thuyền về nhất ở trong giải đua lần này. Còn một vòng nữa thôi. Là chúng ta là
Nếu chúng ta giữ được vị trí, chúng ta sẽ giành giải nhất. Tiếp theo là Bình Khương. Tiếp theo đó là thuyền Bình Khương. Ở vị trí thứ hai. Thuyền Bình Khương đang có được vị trí thứ hai, trong khi đó thì ở vị trí thứ ba có vẻ như đó là thuyền. Và ban tổ chức yêu cầu các bộ vệ Bình Triều. Bình Triều cùng với thuyền Thanh Hà. Tuyệt đối là không cho các thuyền bảo vệ thuyền cổ động chúng ta chạy ngược. Chỉ còn một vòng nữa thôi. Đề nghị các lực lượng bảo vệ chúng ta lưu ý cho. Các thầy đua đang chuẩn bị hoàn thành 4 vòng đua. Chỉ còn một vòng nữa thôi. Một vòng nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc giải đua lần này. Đây là top ở phía sau. Gồm có Bình Triều và đó có vẻ như là thuyền Thanh Hà. Hiện nay ở vị trí thứ 3, thứ 4 là thuyền đua của Thanh Hà. Đây là hai vị trí đầu tiên vào lúc này. Bằng Bình Triều họ đang thi đấu rất hay vào lúc này, thật sự là như vậy. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi sẽ yêu cầu các bộ vệ á, giờ đã là vòng đuôi cuối cùng rồi, nên là đề nghị các đồng chí. Đây mình quý bạn đó là thuyền đua Bình Khương. Cổ động á, chúng ta chạy ngược dòng. Còn dẫn đầu vẫn đang là thuyền Hà Trung. Hà Trung vẫn đang có một khoảng cách rất xa đối với thuyền Bình Khương. Vâng, còn đây là thuyền Hà Nam. Thuyền Hà Nam đang đi một mình vào lúc này, nhưng họ chỉ có được vị trí thứ 6 mà thôi. Tuy nhiên những đội chúng ta hoàn thành đường tất cả chặng đường đua chúng ta mới đạt giải khuyến khích. Còn những đội bỏ cuộc hoặc vì một số nguyên nhân mà chúng ta không hoàn thành đường đua thì chúng ta không được công nhận giải khuyến khích. Vâng, Hà Trung đã qua tiêu rất xa vào lúc này, khoảng cách quá xa, thật sự là như vậy. Họ sẽ trở về với tiêu giữa và hoàn thành 4,5 vòng đua. Bây giờ thì Hà Trung chỉ bơi cho hết cự ly, chắc chắn nhà vô địch ở trong giải chính này sẽ thuộc về đội thuyền đua chủ nhà Hà Trung. Những nỗ lực xứng đáng của thuyền đua Hà Trung. Ở giải sáng thì họ không có được một kết quả tốt, nhưng ở giải hòa bình thì họ đã có được giải nhì và rất nhiều khả năng, 90% thì ở trong giải chính thức này Hà Trung sẽ là những người lên ngôi. Trong khi đó thì Bình Khương cũng có cho mình được vị trí thứ hai ở giải chính thức này, thì cũng xem như là một thành công đối với thuyền Bình Khương đến từ Thăng Bình. Không cho có ghe, có ghe, có thuyền. Chúng ta chạy ngược dòng, gây sóng. Bây giờ là những vòng đua cuối cùng rồi. Vâng, đây là hai vị trí tiếp theo mà chúng ta sẽ chờ xem họ qua tiêu, gồm có Bình Triều và Thanh Hà. Liệu rằng Bình Triều sẽ có được một lợi thế trong lần qua tiêu này trước Thanh Hà hay không? Vị trí thứ ba lúc này có vẻ như sẽ là tâm điểm của sông đua. Bình Triều đang chọn cho mình nước đi, đó là vòng bùn ở lần qua tiêu này. Chúng ta chơi xem, rất nỗ lực. Thanh Hà rất may mắn dành cho thuyền đua Thanh Hà, họ đã đâm thẳng vào tiêu. Rất tiếc, rất tiếc, rất tiếc dành cho thuyền đua Bình Triều. Rất đáng tiếc, thuyền đua Bình Triều đã hút tiêu, chính xác đã hút tiêu. Rất tiếc dành cho Bình Triều. Cơ hội dành cho các thuyền đua còn lại ở phía sau. Rất tiếc dành cho Bình Triều. Vẫn là Bình Khương, Thăng Bình. Vâng, Bình Triều đã hụt tiêu tương đối đáng tiếc. Vâng, chúng ta sẽ trở lại với những hình ảnh top đầu, ở nơi mà chúng tôi sẽ thực hiện những hình ảnh cuối cùng về giải đua lần này, với việc đội thuyền đua Hà Trung sẽ là những người lên ngôi. Hà Trung vẫn đang đi một mình. Hà Trung vẫn đang đi một mình vào thời điểm này. Vâng, đây là thuyền đua Bình Khương. Một góc máy khác của thuyền đua Bình Khương. Quá còn nhiều thuận lợi dành cho các đội thuyền đua vào lúc này. Cách cho đội thứ ba chúng ta còn cách khá là xa. Các đội chúng ta là đang hướng về tiêu đông. Chúng ta qua tiêu đông là tiến về đích là tiêu đúng, tiêu giữa. Các đội chúng ta lưu ý. Alo. Chúng ta còn chưa đầy nửa vòng đua nữa thôi. Đề nghị có cái bảo vệ này, chúng ta di chuyển lên bảo vệ ở chỗ cái tiêu đúng đó, anh Toàn ơi. Đề nghị à. Đề nghị cái ghe này, cái ghe anh Mưu Chai Xanh này, di chuyển giúp em đó. Alo, cảm ơn.
Anh Hòa có đây. Còn hơn nửa vòng đua nữa mà thôi. Còn nửa vòng đua nữa mà thôi thì chúng ta sẽ hoàn thành giải đua lần này, và chúng ta hãy chơi xem những hình ảnh cuối cùng vào lúc này. Thật sự thì cự ly rất xa. Anh ơi, anh nói xanh nè. Đội Thanh Hà chúng ta đã qua. Có anh ra xanh nè. Anh ra xanh một tháng này. Anh ơi. Anh vâng, đây là những hình ảnh của thiền đua Hà Trung. Anh đề nghị anh di chuyển cho chỗ khác đi. Hiện nay Hà Trung đã qua Tiêu Đông và đang tiến về đích. Hà Trung đã qua Tiêu Đông và tiến về đích. Chỉ còn vài trăm mét nữa mà thôi thì Hà Trung sẽ chính thức lên ngôi. Bình Khương có vẻ như cũng đã qua Tiêu. Chúng ta sẽ về ở vị trí trung tâm để xem thuyền đua nào có được những vị trí cuối cùng, vị trí chính xác ở trong giải đua lần này. Vâng, còn hơn 150 mét nữa thì thuyền đua Hà Trung sẽ chính thức cắm đích ở vị trí đầu tiên. Đây là Hà Trung. Dẫn đầu vẫn là thuyền đua Hà Trung Cẩm Nam. Hà Trung Cẩm Nam. Thứ hai vẫn là Bình Khương Thăng Bình. Còn hai thuyền đang bơi xuống lúc này có vẻ như đó là Hà Nam cùng với Bình Triều. Bình Triều rất tiếc họ qua Tiêu không thành công và rất nhiều khả năng Bình Triều sẽ mất vị trí thứ tư nếu như cứ đi như thế này. Giữa khách với đội nhất nhì là Thanh Hà đang ở vị trí thứ ba. Vâng, chúng ta sẽ xem vị trí thứ tư vào lúc này. Vị trí thứ nhất, thứ nhì và thứ ba thì đã rõ. Đây là thuyền Hà Trung anh em nhé. Hà Trung đã về đích, còn hơn 50 mét nữa thôi. Chúc mừng Hà Trung, chúng tôi sẽ dành tâm điểm dành cho vị trí thứ tư vào lúc này. Thứ nhì đó chắc chắn sẽ là thuyền Bình Khương và thứ ba đó là Thanh Hà. Và thứ tư sẽ là tâm điểm. Chúng ta chờ xem. Đây là thuyền Hà Nam và Bình Triều. Họ đang chuẩn bị qua Tiêu. Chúng ta chờ xem ai là người có được vị trí thứ tư ở trong giải chính thức này. Như vậy Hà Trung đã hoàn thành. Vâng, có vẻ như Hà Nam sẽ qua Tiêu. Hà Nam sẽ có lợi thế. Có lợi thế. Hà Nam sẽ có lợi thế. Vâng, đây là Bình Khương. Bình Khương về vị trí thứ nhì. Xin được chúc mừng thuyền Bình Khương. Rất tốt rồi. Vị trí thứ nhì cũng là quá hay rồi. Vâng, lúc này chúng ta chờ xem. Đây và sẽ là Thăng Bình đã đạt giải nhì. Rất hay vào lúc này khi mà thuyền nào sẽ là thuyền có được vị trí thứ tư. Thuyền nào sẽ là thuyền có được vị trí thứ tư vào lúc này khi mà Hà Nam đã có được lợi thế hơn so với hai đội thuyền đua cùng lại. Mời các đội ta tập cánh lên kênh để chuẩn bị phần trao giải. Nếu như Hà Nam có được vị trí thứ tư thì nhìn chung là cũng ok. Thật sự là như vậy, họ cũng đã rất nỗ lực ở trong giải đua lần này. Vâng, còn đây là thuyền Thanh Hà. Họ về ở vị trí thứ ba. Còn hơn 30 mét nữa để thuyền Thanh Hà cắm đích ở vị trí thứ ba của giải chính thức này. Trước đầu quá rồi, trước đầu ơi. Ba qua đầu cái nhìn là phía xa đó. Em vô là phía Tiêu nè, phía trước là nhìn cái vô bọn bất luôn. Vâng, xin chúc mừng thuyền đua Thanh Hà, họ đã có được vị trí thứ ba vào lúc này. Trong khi đó thì vị trí thứ tư đã là cuộc so kè giữa Duy Tân và Hà Nam. Duy Tân và Hà Nam đang có được hai vị trí lần lượt đó, thứ tư và thứ năm. Có vẻ như Thanh Hà, chính xác đó là Hà Nam sẽ có được lợi thế trước thuyền Duy Tân. Và thuyền đua ở vị trí thứ ba đang sắp còn vài mét nữa là về đích, đó là đội thuyền đua của phường Thanh Hà. Vâng, như vậy là Thanh Hà cắm đích ở vị trí thứ ba. Xin được chúc mừng đội thuyền đua Thanh Hà, một nỗ lực cũng rất tuyệt vời của thuyền đua đến từ phường Thanh Hà. Còn đây sẽ là Hà Nam và Duy Tân. Có vẻ như Hà Nam sẽ có được vị trí thứ tư. Hà Nam vị trí thứ tư và Duy Tân vị trí thứ sáu, chính xác thứ năm. Bình Triều thì vị trí thứ sáu. Những mục tiêu cuối cùng của giải đua lần này. Và về từ là thuyền đua Hà Nam. Hà Nam đến từ Duy Vinh. Duy Tân có được vị trí thứ năm. Vâng, một giải đua trong trong vẹn ngày hôm nay, trong ba giải đua. Ba giải đua sáng, hòa bình và chính thức đã diễn ra và nhìn chung nó đã rất thành công của ban tổ chức, cũng như tạo được một giải đua rất hấp dẫn cho những người hâm mộ đã trực tiếp có mặt cũng như đang theo dõi trên sóng livestream. Một lần nữa thì rất cảm ơn quý các bạn đã theo dõi chương trình thực giải đua trong ngày hôm nay của ekip của Đà Mê Đa cùng với đua thuyền miền Trung.
những hình ảnh toàn cảnh của giải đua lần này, khu vực ban tổ chức cũng như là Hội An Đo, đơn vị tài trợ chính ở trong giải đua lần này cũng sẽ là lời chào, lời khép lại chương trình của chúng tôi trong ngày hôm nay. Một lần nữa thì cảm ơn quý các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các giải đua tiếp theo.